Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo về việc hướng dẫn khai báo y tế và thông tin cá nhân trước khi vào địa phận tỉnh Tây Ninh nhằm kiểm soát nhanh chóng, thuận lợi hơn tại các chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ công tác rà soát phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh triển khai thực hiện khai báo y tế và thông tin cá nhân trên cổng Zalo OA Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Tây Ninh. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho tất cả các trường hợp gồm lái xe, phụ xe, người đi theo xe trước khi lưu thông vào địa phận tỉnh Tây Ninh được nhanh chóng hơn, hạn chế ùn tắc cục bộ do dừng xe để khai báo y tế. Sở Giao thông Vận tải đề nghị người dân trước khi đến Tây Ninh truy cập vào cổng Zalo OA Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Tây Ninh để thực hiện khai báo y tế và thông tin cá nhân trước. Khi đến các chốt kiểm soát, chỉ cần quét mã QR để xác nhận thông tin khai báo. Dành cho người dân: 1. Tìm và quan tâm Zalo OA Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Tây Ninh. 2. Chọn chức năng, sau đó chọn đăng ký trước di chuyển. 3. Nhập đầy đủ thông tin và chọn lưu thông tin. Sau đó hệ thống sẽ phản hồi lại tin nhắn xác nhận qua Zalo như sau. 4. Sau khi di chuyển đến chốt đã đăng ký, truy cập Zalo OA và chọn chức năng, sau đó chọn quét QR. Sau đó hướng camera máy ảnh vào mã QR đặt tại chốt. Sau đó hệ thống gửi lại tin nhắn xác nhận quét thành công như sau.